Cuối cùng, kẻ thù của chúng ta đã chết hết. Chúng ta chính thức trở thành thế lực mạnh nhất ở vũ trụ này. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương. Lỗ tai thành Speakerman, TVman và cả Cameraman nữa. Bọn chúng không thể nào sống thọ như chúng ta được. Hay quá, vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây thưa đại vương? Hay là chúng ta ở đây ăn chơi 7 ngày 7 đêm đi. À không, hay là đến thế giới của con người ăn thịt lũ nhân loại. Cũng không luôn, ta cũng không biết làm gì nữa. À, ta nhớ rồi, hãy hỏi quả cầu tương lai của ta để nó nói cho chúng ta biết trong tương lai chúng ta sẽ trở thành như thế nào. Này, quả cầu ma thuật, hãy cho chúng ta thấy được viễn cảnh trong tương lai của mình đi. Hay quá, hay quá, hiện lên rồi kìa. À, có chuyện gì mày? Kẻ đó là kẻ nào? Hắn đang đánh nhau với chúa tể G-Man của chúng ta kìa. Mẹ kiếp, không thể nào, không thể nào. Trong tương lai, không lẽ lại xuất hiện một tên tài tình mới khác nữa hay sao? Tên này có chiếc đèn giao thông trên đầu. Mau, mau, chúng mày mau chia ra tìm và giết chết tên đó cho tao. Anh ơi, bây giờ chúng ta đi đâu nữa đây? Đi về nhà anh ngủ nhà bé yêu. Dạ, em biết rồi. Anh ơi, cẩn thận, cẩn thận. Mẹ kiếp, tông phải cái gì đó rồi. Chết tiệt thật. Để anh xuống kiểm tra cái coi. Trời đất ơi, anh tông phải cây cục đèn giao thông ngã rồi kìa. Còn có một người đàn ông nằm ở đằng kia nữa kìa. Đau quá, cứu tôi, cứu tôi. Không, không. Trời đất ơi, sao xui dữ vậy? Tất cả do tình nó xui thôi. Không phải anh tông hắn chết đâu. Chúng ta mau đi đi, nó không liên quan gì chúng ta. Dạ, báo cáo bác sĩ, nhà xác bệnh viện của chúng ta vừa nhận được 2 ca không có người thân ạ. Một là một người phụ nữ bị thắt cổ, hai là một người đàn ông nghi là bị tai nạn giao thông. Tôi biết rồi, cô kiểm tra người phụ nữ đi. Lát nữa tôi sẽ kiểm tra người đàn ông bị tai nạn giao thông kia. Đói quá, đói quá. Ở đây là ở đâu? Ở đây là ở đâu? Đói quá, đói quá. Ủa, bác sĩ, anh có nghe thấy gì không? Sao tôi nghe có tiếng bước chân? Không lẽ trong nhà xác này xuất hiện chuột hay sao? Tôi có nghe thấy gì đâu. Chắc có lẽ cô bị lãng tai rồi đó. Hả? Ủa, người đàn ông bị tai nạn giao thông, xác của anh ta bắt đầu mất tiêu rồi. Đói quá, đói quá. Ta muốn ăn, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Làm ơn đi, làm ơn làm phước đi. Hôm nay tôi sẽ lấy tiền lắm. Làm ơn cho tôi giữ lại một nửa tôi mua thuốc tôi uống. Tôi già rồi, tôi ăn xin không được nhiều tiền như trước nữa đâu. Chúng mày tưởng tới đây ăn xin là dễ à? Rồi chúng mày được an toàn. Do ai bảo vệ chúng mày? Là bọn tao đó. Bây giờ bọn tao đòi chúng mày một nửa tiền, chúng mày không chịu đưa. Vậy thì hôm nay tao cho chúng mày bằng minh. Đợi quá, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Mẹ kiếp, nhìn kìa tụi bay. Chưa tới lễ Halloween mà có cái tên khùng kia gắn cái đèn xanh đèn đỏ lên đầu của mình làm chi vậy? Mày tới đây muốn làm gì? Muốn ăn xin hay sao? Ta đợi quá, cho ta thứ gì đó để ăn. Nhanh lên. Mẹ kiếp, một tên tâm thần, người không ra người, ma không ra ma. Tới đây không muốn làm mà đòi muốn ăn à? Cho nên đến thử kẹo đồng của chúng ta đi. Đây coi, dường như súng đạn không xì chơi gì tới đó. Ăn, ta muốn ăn, ta muốn ăn, cho ta ăn. Không lẽ hắn là quái vật đèn xanh đèn đỏ? Dừng lại đi, tha cho chúng tôi. Thưa ngài, làm sao chúng tôi biết ngài ăn được cái gì chứ? À đúng rồi, ngài là quái vật đèn giao thông. Vậy thì ngài hãy tới chỗ những cái đèn xanh đèn đỏ, ăn những cái đèn đó coi thử xem sao. Ăn đèn xanh đèn đỏ, ăn đèn xanh đèn đỏ, đèn xanh đèn đỏ, đèn giao thông. Ta sẽ ăn những cái đèn đó. Ngon quá, ngon quá. Thật đã, thật dễ chịu. Ta rất thích ăn đèn giao thông. Quỷ, quỷ thần thiên địa ơi, ở làng nước ơi, xuất hiện một tên kỳ lạ có cái đèn giao thông.
quá, ngon quá, đã quá, sảng khoái quá, no quá, no quá. Hả? Hắn ở đằng kia, một tên có cái đèn xanh đèn đỏ trên đầu, hắn ở đằng kia kìa. Anh em cho lấy Skibidi mới tập trung lại đi. Có kẻ muốn tìm ta hay sao? Nhưng mà các ngươi là thứ gì chứ? Ta có liên quan gì tới các ngươi? Chết đi, chết đi. Trong tương lai, mày sẽ là kẻ thù của loài chúng tao. Chúng tao phải thanh lý mày trước để tránh hậu hoạn sau đây. À. Tránh xa ta ra, tránh xa ta ra. Ta không muốn dính líu tới các ngươi. Ta chỉ muốn ăn thật no, rồi tìm kẻ đã lái xe đâm chết ta. Mẹ kiếp, ngươi không cần phải đi đâu cả, khỏi cần phải tìm. Hôm nay sẽ là cái chết của ngươi. Các ngươi rút cuộc là ai? Tại sao cứ muốn lấy mạng của ta? Ta không liên quan gì các ngươi cả. Ta chỉ muốn giết chết kẻ đã lái xe đâm ta mà thôi. Trước khi chết, bọn ta sẽ nói tất cả cho ngươi biết. Bọn ta là thuộc hạ của Skibidi G-Man. Ngày ấy trong tương lai đã dự đoán được, ngươi sẽ biến thành một tay tình cha Fit Man và giết chết ngày ấy. Trước khi chuyện này xảy ra, bọn ta sẽ lấy cái mạng khốn kiếp của ngươi trước. Ta không hề giết chúa tể của các ngươi. Bảo tránh ra, bảo tránh ra. Ta cần phải đi báo thù chuyện của ta. Cái gì? Các ngươi nói cái gì? Các ngươi đã tìm được kẻ có cái đầu là đèn xanh đèn đỏ rồi à? Hắn từ một con người đã biến thể thành dạng khổng lồ, rồi cũng đánh bại các ngươi hay sao? Đúng là một lũ vô dụng. Vậy thì bắt buộc ta phải đích thân ra tay thôi. Cậu xin, cậu xin, ngài hãy tha thứ cho tôi. Tôi không có ý đâu. Tại hôm tối đó, tôi say quá. Tôi chỉ quẹt sơ ngài rồi đâm vào cây cột đèn giao thông. Ngài lúc đó vẫn còn sống mà. Rồi tại ngài xui xẻo, cái đèn giao thông nó rơi trúng đầu ngài thôi. Chứ tôi không có hề đâm chết ngài. Cái gì? Không phải ta bị người đâm chết, mà là do đèn giao thông rơi trúng đầu ta à? Đúng vậy, tôi không dám nói láo với ngài đâu. Em Sugar Baby của tôi cũng chứng kiến được cảnh này, em ấy có thể làm chứng. Chết tiệt, tất cả là do đèn giao thông. Đèn giao thông đã lấy mạng của ta. Vậy thì ta sẽ nuốt hết bọn chúng, để cả thế giới này không có đèn giao thông nữa. Dài. À, người của ta sao thay đổi quái gì thế? Chắc có lẽ mỗi lần ta nuốt thêm đèn giao thông, người ta lại thay đổi. Nhưng mà trên thế giới này sẽ không còn ai chết vì đèn xanh đèn đỏ nữa. Vẫn sẽ có kẻ chết vì thứ đèn xanh đèn đỏ đèn vàng này. Đó chính là ngươi, tài tận Traffic Man à. Lại là một tên quái vật bồn cầu, lũ khốn kiếp. Rốt cuộc các ngươi muốn gì? Tại sao cứ liên tục nói ta là sẽ giết chết chúa tể của các ngươi, rồi các ngươi muốn lấy mạng ta? Tất cả mọi chuyện là do ta được sai khiến thuộc hạ của mình để truy sát ngươi. Đúng, ta chính là G-Man, chúa tể của loài Skibidi Toilet bồn cầu. Trước đây đã xuất hiện rất nhiều tai tình, nào là Speakerman, TVman và Cameraman. Bọn ta đã chiến đấu với bọn chúng rất khổ cực, và cuối cùng lũ tai tình đó đã chết hết. Ta tưởng rằng ta sẽ trở thành chúa tể của thế giới này. Ta không ngờ trong tương lai ta nhìn thấy một tai tình đèn xanh đèn đỏ đã xuất hiện, và đó chính là ngươi. Do thế mà ta sai thuộc hạ của mình truy lùng ngươi mấy năm vừa qua. Nhưng ta không ngờ bọn chúng thật vô dụng lại để ngươi trưởng thành to lớn như thế này. Ngươi thật vô lý. Chỉ vì cái tương lai vớ vẩn mà ngươi đã vạch ra, ngươi muốn giết ta hay sao? Vậy thì đừng có trách ta. Hãy chết đi, xuống địa ngục đi, thật gớm ghiếc. Không thể nào. Không, tương lai đã thật sự xảy ra. Đúng là đồ điên, đồ khùng mà.